Cái đề thi năm nay thì khó. Năm nay thì sử địa là vào cái loại theo tôi là trung bình, không khó không dễ. Nhưng mà toán thì hơi cao tí. Thế còn văn thì là hơi mập mờ, có tính chất là thử cái sự suy luận của học sinh. Nhưng ba môn hôm nay thì bác áng chừng là bác khoảng được bao nhiêu điểm? Tôi thì có thể là khả năng là trung bình điểm trở lên. Theo em thì cả ba môn của sử địa công dân nó đều 30 câu đầu đều dễ, còn 10 câu cùng khó thì sẽ 10 câu cuối sẽ khó hơn một tí, sẽ có mức độ phân loại đặc biệt là 50 cuối. Nghĩ là tổ hợp xã hội khá là dễ, và nhất là đề sử ấy. Bình thường đề sử rất là khó nhưng mà em nghĩ là năm nay đề dễ ạ. Dễ là khoảng bao nhiêu câu, có câu những câu nào đánh đố không? Có, chắc là tầm khoảng 10 câu cuối thì hơi khó một tí, còn lại thì dễ ạ. Ở mức độ nhận biết để tất cả các bạn đều làm được. Em thấy trong ba môn xã hội là sử địa công dân thì môn sử là nó khó nhất, xong rồi đến môn địa rồi đến môn công dân. Thì đề thi khoa học tự nhiên năm nay dễ đối với em, ba môn mỗi môn 10 điểm. Nhưng môn lý sinh thì thế nào em? Khó, sinh là khó nhất. À, sinh khó nhất. Hôm nay em thi khối D01 và thi bài thi khoa học xã hội. Thì đề hôm nay đối với em thì nó cũng khá là dễ dàng và hoàn toàn có thể đạt được mức điểm từ 8 hoặc là 8,5 đổ lên. Em nghĩ là đề lịch sử thì nó khá là dễ bởi vì là các bạn có thể kiểu loại trừ luôn mà không cần kiểu phải học quá kỹ về kiến thức. Còn đề địa lý thì hầu hết có thể dựa vào Atlas ạ. Còn đề giáo dục công dân thì khó hơn đề huyện Minh Họa một chút, nhưng mà em nghĩ là kiểu nếu mà học qua kiến thức cơ bản thì có thể nắm được điểm cao, em nghĩ là tầm điểm này sẽ là từ 7 đến 8 điểm.